Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Tủ đựng ly chén nhỏ gọn gỗ sồi tự nhiên. Đặc điểm nổi bật của tủ đựng ly chén: thiết kế đậm chất phong cách Bắc Âu, kiểu dáng kích thước nhỏ gọn, di chuyển dễ dàng, giúp bài trí dễ dàng ở nhiều phòng bếp gia đình. Sử dụng chất liệu gỗ sồi tự nhiên kết hợp cánh kính mang đến sản phẩm vẻ đẹp, hiện đại, sang trọng. Dùng để có tôn thêm vẻ đẹp cho không gian nội thất. Không những đáp ứng được độ tiện nghi, hiện đại mà còn có chất lượng và độ bền cao. Thiết kế nhiều ngăn, kích thước nhỏ gọn rất tiện di chuyển từ phòng ngủ đến phòng khách, văn phòng. Đảm bảo đem lại trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm, hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Studio 1, 160C, đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Studio 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.